Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một video nhỏ vì có một bạn mới hỏi mình á là cách là bạn ấy mua cái giường pallet, giường gỗ thông pallet mà bây giờ bị dơ rồi, sau một thời gian nó bị dơ á thì làm cách nào để khắc phục cái vết dơ đó, tại vì bạn ấy lau không có sạch. Thì mình cũng đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó là nguyên nhân của nó, nguyên nhân mà một tấm gỗ thông á hoặc một bất kỳ sản phẩm gỗ thông nào hoặc sản phẩm gỗ gì á bị dơ á, mà không lau được sạch á, thì nó có một nguyên nhân chính. Ngoài những cái chất mà làm dơ đặc biệt thì mình không nói nhé, mình đang nói những vết dơ bình thường á, thì nguyên nhân chính là do cái lớp sơn bề mặt của nó không đủ dày hoặc là gần như là nó không có sơn, cho nên là nó mới bị tình trạng như vậy. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn một cái thí nghiệm để các bạn thấy được sự khác biệt giữa một cái sản phẩm. Đây mình có một cái thùng gỗ thông pallet của bên mình này, được sơn PU hoàn thiện này, sơn này là sơn 3 lớp luôn này, và một sản phẩm một thanh gỗ thông chưa có sơn gì cả. Thì nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao không lấy một thanh gỗ thông mà sơn mỏng á, thì thực ra là bên mình không có cái hàn nào sơn mỏng cả, cho nên là mình không có lấy được ví dụ ở đây, cho nên là mình sẽ lấy một thanh gỗ thông này, tại vì thực ra cái độ dơ nó gần tương đương nhau thôi, tại vì cái lớp mỏng á nó một thời gian nó cũng không có tồn tại được trên bề mặt của bạn bao nhiêu lâu hết á nha, trừ khi cái lớp dày mới phủ thành một cái lớp màng trên bề mặt của bạn được nha. Ok, thì bây giờ á, mình sẽ đây mình quay cho các bạn này. Cái miếng gỗ thông này của mình là nó sạch nha. Đây, các bạn này coi thấy này. Cái miếng gỗ thông này nó sạch luôn nha. Nó không có bẩn gì nha. Cái đây cũng thế này. Này. Đây, cái thùng pallet này của mình cũng sạch luôn nha. Này các bạn có thể thấy này, cái lớp sơn nó bóng này. Các bạn nhìn thấy nó ánh bóng không? Đó. Thế là có cái lớp sơn mờ nha. Cái này là mình đợt trước là mình sơn hình như là mờ 75% hay sao á. Nó hơi bóng một xíu. Cái lớp sơn mờ cũng được, không không nhất thiết là phải sơn bóng. Còn cái này thì nó không có cái ánh luôn. Mọi người thấy này, nó thô luôn. Cái này là mình đã làm nhám mịn rồi nha, nó rất là láng luôn á. Thì thường các xưởng mình biết trên thị trường á, các xưởng họ làm họ cũng chỉ xả láng vậy thôi, sau đó họ họ trộn sơn, họ có thể họ phủ một lớp lót rồi họ xả, sau đó họ trộn cái lớp màu hoặc lớp phủ ngoài á. Còn nếu mà bạn nào không có màu thì bạn cái lớp phủ ngoài người ta thổi lên luôn thế là xong, mà thậm chí thổi còn lớp rất là mỏng luôn, thổi lướt 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 là xong, họ đem ra phơi cho nó khô rồi họ ra cho các bạn. Thậm chí nhiều khi có 30 phút một tiếng là đã xong, đã ra cho các bạn luôn rồi, trong khi sản phẩm của bên mình á làm rất là lâu luôn, một lớp này phải đợi 2-3 tiếng là nhanh nha, có những ngày lên 3-4 tiếng lận mới khô để xả. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm thí nghiệm. Thì mình sẽ lấy một cái rẻ, đây mình có một cái rẻ này, mình sẽ nhúng cái đất nha. Đây, mình chuẩn bị mỹ đất rồi, đây này, đây mình có chuẩn bị mỹ đất ở ngoài đường vô nó bị dơ á, tại vì bình thường thì tất nhiên các bạn không bị dơ như vậy đâu, nhưng mà đây là mình làm ví dụ cho các bạn thấy thôi, là nếu mà dơ như này thì nó còn sử dụng được, chứ còn nếu mà các bạn bình thường bạn đi lâu ngày á cái gỗ này này nó cũng sẽ bị dơ nha. Đó thì bây giờ là mình cái này là mình đã xả lại nhá, thì nó hơi bụi á, nhưng mình đã xả lại cho nó sạch rồi để làm thí nghiệm cho các bạn coi ha. Này rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đất này nhá, mình sẽ lấy cái đất này, mình sẽ lấy cái đất này mình chét lên đây. Ok, để mình chét lên cái của mình sơn trước ha, để cho công bằng, tức là cái tốt mình làm trước ha, cái lớp sơn tốt mình làm trước ha, để các bạn thấy này. Này thực ra cái này thì mình càng lau thì nó càng mất đi thôi, cho nên là ok mình chét đại khái được rồi đó, cho các bạn thấy nó bị dơ rồi đúng không. Ok, còn đây là cái miếng gỗ thông mới này, gỗ thông này này lá ngon này, mình chét đây này. Không cần phải nhiều quá đâu, tại vì thực ra thế này nó cũng không lau được rồi đó. Ok, thì bây giờ để cho mấy phút đi, thì mình sẽ để mấy phút để cho gọi là cho nó ngấm lại đi ha. Rồi mình sẽ lấy cái rẻ sạch này nhé, rẻ này rẻ sạch nhé các bạn, là mình lau tay mình thấy không, nó sạch nha nha. Ok, mình bỏ cái đất này đi cho nó đỡ ghê, nhìn gớm quá. Mình thấy rất nhiều bạn mua những sản phẩm giá rẻ thị trường về á, sau một thời gian nó bị dơ ấy, thì đúng là hơi bực mình thật đúng không. Bản thân mình là người trong nghề cho nên tại sao mình không làm hàng giá rẻ. Ngày xưa có một bạn bạn đặt mình một lô 200 cái kệ gỗ thông á, là mình làm nói chung bạn bảo giá làm giá rẻ mình không làm nổi đó, và mình nói luôn là mình không làm được chất lượng như thế nha, tại mình không thích. Nói chung là mình cam kết với các bạn là bên mình có thể sản phẩm không phải đẹp nhất, tại vì nó còn thuộc vào người thợ rồi các thứ ABCD máy móc nữa đúng không, nhưng mà bên mình luôn là có cái giá tốt nhất cho cái chất lượng sản phẩm đó, và bên mình làm luôn là uy tín
chứ không có làm kiểu mà làm rẻ để lấy tiền các bạn ha. Có một số khách chào hàng mình tại mình là xưởng mà, mình chắc chắn là nếu mà mình bỏ giá thì mình sẽ làm được thôi, nhưng mình sẽ không làm như vậy nha các bạn. Đó, mình sẽ làm một sản phẩm tại vì mình biết là các bạn bỏ tiền ra, các bạn cũng như mình thôi, ai bỏ tiền ra cũng sót cả, đồng tiền lao động mà, đúng không? Đâu phải là tự nhiên trên trời rơi xuống đâu. Cho nên là khi mình mua cái gì đó, mình thứ nhất là cái đồng tiền bỏ ra mình đã sót rồi, thứ hai là nếu mà về mà sau này gặp vấn đề mình rất là bực mình, bản thân mình cũng vậy thôi, cho nên là mình không thích như thế nha. Ok, bây giờ mình sẽ lau trước ha. Bây giờ mình lau cái này trước luôn đi cho các bạn ha, thời gian ít hơn này, mình sẽ lau cái này trước. Bây giờ sạch này. Không có da luôn nha các bạn. Các bạn càng lau thì nó cũng trơ trơ này. Để mình cho các bạn thêm ít nước để các bạn lau thử xem nó có da không nhá. Có nước luôn này. Nó chỉ loang hơn thôi chứ không có tác dụng gì hết á. Nó vẫn có vết thâm rồi nha. Mặc dù mình lau rất là sạch. Các bạn có thể thấy tay mình đè rất là sạch nha. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lau qua cái thùng này nha, mình sẽ lau qua cái thùng này để các bạn thấy này, để mình cho máy sát máy quay này quay này. Đấy, mình lau cái thùng này ha, các bạn thấy không, lau cái là sạch à. Đó, đây chính là sự khác biệt, giữa một cái thùng mà sơn chất lượng, một sản phẩm mà có lớp sơn đạt tiêu chuẩn á. Đây mình chỉ nói đạt tiêu chuẩn thôi nhé, tại vì sơn đẹp sơn xấu thì nó còn tùy tay nghề thợ nữa, mình cũng không dám khoe là xưởng mình là sơn đẹp, nhưng mình nói là đạt tiêu chuẩn, ít nhất là phải đạt tiêu chuẩn nữa ha, là hai lớp lót, tức là đầu tiên là phải xử lý cái bề mặt của nó đã, sau đó hai lớp lót rồi đến lớp màu và đến lớp phủ. Đó thì mỗi cái lớp này á, mỗi cái lớp lượt sơn như vậy á, các bạn phải sơn và đợi nó khô, xong đó các bạn dùng cái dây nhám, dùng cái dây gọi là dây nhám á, các bạn xả nó hết, xả trong xả ngoài, xả cho nó hết cái ấy đi, xong các bạn lại sơn lại, đúng không? Tức là mình ví dụ là một lớp đầu tiên là chét bột bề mặt này, xong rồi xả này, xong đó một lớp sơn lót thứ hai này, đợi nó khô ha, mấy tiếng này, xong bắt đầu xả này, xả trong xả ngoài, sau đó đợi xịt lớp sơn lót thứ hai rồi bắt đầu xả tiếp, đúng không? Đợi khô rồi xả tiếp, xong đó mới lên màu, lên màu xong bạn cũng phải vuốt sơ một cái, vuốt nhẹ sơ một cái bằng cái nhám mịn nhá, không phải nhám này nhá, để cho nó bám, cái lớp sơn phủ á. Đó, sau bạn mới phủ lên, nó rất là lâu luôn. Đó, phủ xong rồi đợi nó khô nữa, nó rất là lâu luôn nha các bạn. Cho nên là một cái hộp này mà bảo làm giá rẻ thì nói chung là cũng không biết sao. Rồi ok, thì làm sao để khắc phục cái vết dơ này, đúng không? Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cách, thì các bạn có thể áp dụng rất là dễ dàng thôi. Tất cả các bạn khi bị gặp tình trạng như vậy á, thì ra những cái tiệm điện nước á, các tiệm điện nước gần nhà á, tiệm bán đồ vật tư điện nước, ống nước rồi đồ vật tư gỗ, các bạn hỏi mua cái dây nhám của ngành gỗ này, thì nó là một cái tờ giấy vuông bự hơn cái này nha, cái này mình cắt thợ mình cắt làm ba rồi thì phải, nó bự như này này đó, để về xả nhám nhá. Thì cái giấy nhám này á, các bạn lưu ý là nó có cái số ở phía sau phía sau này này, cái này là mình chỉ nói cho các bạn chưa biết nhé, những bạn biết rồi thì thông cảm, tại mình đây là mình đang giới thiệu cho người chưa biết, thì cái nhám này có cái số ở phía sau, đúng không? Đây các bạn coi này, có nhớ phía sau là ở đây là 240 này, thì nó tương đương với mật độ hạt nhám ở trên cái bề mặt này đó, thì tức là con số mà càng lớn á, cái hàm lượng hạt nó càng cao, giống như cái pixel của cái điện thoại cái chụp hình á, đúng không, hay máy ảnh chụp hình á, thì hạt nó càng mịn, thì các bạn lau ra nó sẽ càng mịn cái bề mặt nha. Ví dụ như bạn hạt thô nó có loại 120 80, các bạn lau nó rất là thô, bạn sờ tay nó rất là thô. Còn những hạt cái mịn hơn tầm 240, 300, 400, 500 trở lên, 600, 800, 1000 cũng có, thì các bạn lau nó rất là mịn. Đó. Thì cái này là trong do trong ngành sơn họ sẽ sử dụng tùy vào giai đoạn khác nhau để sử dụng nhá. Thì cái này mình thấy 240 là đa số là thông dụng này. Chứ còn những số lớn hơn như là 500, 600, 800 thì không phải chỗ nào cũng có đâu. Thì bạn có thể mua tầm 240 này 300 gì đó nha. Hoặc 180 cũng được nếu mà các bạn không cần kỹ quá. Thì các bạn về các bạn xả ha. Đó, ra mua tờ nhám này về xả. Rồi bây giờ để cho dễ xả thì các bạn có thể gập lại xả bằng tay như này cũng được. Này mình để bên dưới này đi. Để dưới này cho các bạn coi cái này ha. Đây, các bạn sẽ xả bằng tay cũng được. Nhưng mà nó hơi bị mỏi và nó không hiệu quả lắm ha. Đây, các bạn thấy nó cũng ra đúng không? Thấy nó cũng ra này. Nó bớt đi này.
nhưng mà nó không hiệu quả. Thì mình chỉ các bạn một cái mẹo này là các bạn kiếm một cái thanh gỗ hoặc cái miếng gì á, miếng gì cũng được, không phải cầm thanh gỗ đâu, miếng mút, miếng xốp thì cũng được, các bạn bọc qua lại, đúng không? Miếng gì cầm được thôi, đó, bọc qua lại, đó, đó, rồi chưa, đó, rồi các bạn đây, để từ cái đầu này, rồi các bạn cầm, các bạn đẩy thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn ha. Đó, các bạn thấy không, nó ra đây này, nó ra đây này, đó, thấy không? Thì các bạn chịu khó đẩy thôi, đẩy cho khi nào mà nó ra hết thì thôi. Thì đây là phương pháp mà đơn giản nhất mà bạn nào cũng có thể xử lý được ở nhà, nhưng mà nó có sẽ có một nhược điểm nha các bạn, là khi bạn xả như vậy á thì những cái sản phẩm của các bạn á nó sẽ mất đi cái lớp phủ bề mặt nha. Tức là ví dụ những sản phẩm mà chưa sơn thì mình không nói, còn những sản phẩm đã sơn rồi á, đã sơn rồi á thì nó sẽ bị giống như cái này á, bạn xả nó sẽ bị bào mòn cái lớp bề mặt lớp sơn ha. Thì để khắc phục thì có cách nào? Thì cũng đơn giản thôi. Các bạn có hai cách. Cách thứ nhất á là các bạn tự đặt mua cái sơn lau ở trên mạng về lau ha. Bạn nào có nhiều tiền thì mua mấy hãng nước ngoài, mấy hãng xịn thì tầm 1-2 triệu. Lon nhỏ xíu này cũng tầm tầm mấy trăm rồi, nó nhỏ xíu, nhỏ 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 này, cũng mấy trăm ngàn rồi. Còn bạn nào mà mình không có điều kiện á thì mình có thể mua những cái sơn lau của Việt Nam hoặc của Trung Quốc thì nó cũng rẻ, chắc tầm 200-300 một hũ, hũ cũng chắc mình không nhớ, hình như nửa lít hay sao á, hay là 800 ml nữa, nói chung là cũng rẻ lắm. Thì các bạn lau thôi, nhưng mà thì các bạn lau lại ha. Tức là nếu mà sản phẩm nào có màu á thì các bạn phải mua cả cái màu của nó. Còn nếu mà sản phẩm nào mà để màu tự nhiên á, tức là đây ví dụ gỗ thông này thì lau lên hoặc là sơn lên nó sẽ hơi ngả vàng này. Các bạn thấy là nó hơi ngả vàng này đúng không? Thì các bạn mua cái lớp phủ tự nhiên thôi. Thì bạn nói với người người mua á, à quên lộn, người bán á, thì người ta sẽ bán cho bạn cái lớp phù hợp ha. Rồi các bạn về, các bạn sau khi xả xong này. Đó, các bạn lau cái màu lên là ok à. Đó. Đây, các bạn thấy không? Mình lau một xíu là nó sạch cái này. Đây. Nó hết vết bẩn luôn rồi này. Đó. Nha. Thì ví dụ như bên này đang có vết bẩn này đúng không? Lau tay không sạch đúng không? Xả luôn. Đó. Là nó sẽ hết cái vết bẩn nha các bạn. Nó sạch lá ngo luôn. Là nó sẽ hết cái vết bẩn nha. Đó. Hoặc là quên, mình chưa giới thiệu cách thứ hai. Cách thứ hai là đơn giản hơn nữa, nhưng mà hơi tốn tiền, là các bạn tìm các xưởng mộc là gần xung quanh các bạn ấy. Các bạn nhờ người ta sơn lại giúp. Thì cứ nói là họ sơn do dày dặn vào đó, ok hết à. Các bạn đừng có sợ, đừng có nghe quảng cáo mà bảo sơn PU độc hại rồi sơn lau thứ, mình nói thật là nó độc nhưng mà nó không đến mức mà ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng đến các bạn đâu ha. Từ xưa đến giờ bao nhiêu cả phương Tây các thứ họ cũng xài sơn vậy thôi đúng không? Thực ra cuộc sống mình còn bao nhiêu thứ độc hại hơn là cái sơn này. Nếu mà nhiều bạn cứ thái quá ở CPU độc hại, thông dùng CPU, nhưng mà các bạn mua ba cái sơn lau rẻ tiền thì bản chất nó cũng là xăng với cả hóa chất họ trộn vào nhau thôi, chứ cũng cũng không khác gì hết, cũng chả có tác dụng gì hết, trừ khi bạn mua mấy cái sơn mà mấy triệu một hũ. Thì những sơn châu Âu á, họ làm từ gốc thực vật các thứ á, thì cái đó thì mình công nhận nha. Còn nếu mà bình thường thì các bạn đừng có suy nghĩ nhiều quá, mình thấy là sống cũng 80 tuổi là ok rồi, sống lâu quá cũng không được đâu, cũng làm gì đâu đúng không? Mấy cả quan trọng sức khỏe là do bạn rèn luyện thể lực và ăn uống, cũng như là mình hoạt động, có những hoạt động để cho trí não minh mẫn thôi, chứ còn đừng có đổ tại tại cái này cái kia đọc, cái này cái kia đọc em sợ em không xài. Mình thì mình không có suy nghĩ như vậy, đồng ý là nó không, cũng không phải là tốt, nhưng mà cái hàm lượng của nó không đủ để gây độc đến các bạn đâu, trừ khi bạn cho vào miệng các bạn ăn, các bạn nhai nha. Cái thực phẩm, ngay cả các bạn ra đường ăn cái thực phẩm ở ngoài đường nhiều khi nó còn nguy hiểm hơn đúng không? Thế đó, mình nói chung chung thôi để cho các bạn hiểu. Nhưng các bạn đừng có nghi ngại quá, cứ đem qua cái xưởng nào ở gần nhà các bạn, nhờ người ta sơn lại giúp cho mình, ok. Thì đó là cách tốt nhất, kể cả những cái đồ như này này, đồ mà sơn rồi á, thực ra không phải xưởng nào sơn cũng ok. Nếu mà nó lâu lâu nó bị mốc hoặc bị vấn đề gì đó xảy ra thì mình cũng mua giấy nhám để mình xả lại nha. Nhưng mà tốt nhất là đem đi cho người ta sơn cho. Đó, chỉ có những cái đồ mà nói chung là giá trị nó không cao á thì các bạn mới lên tự xử lý thôi nha. Chứ còn
tự nhiên mua cái kệ hoặc cái giường có 1-2 triệu mà đi sơn hết 1-2 triệu đó rồi thì nó hơi, đúng là nó hơi lãng phí cho các bạn, mà nhiều khi các bạn cũng không xài lâu dài nữa, theo phong theo trào lưu á, các bạn mua về xài thời gian nó hư à, hoặc là nó cũ à, có lỗi mốt à. Rồi ok, hôm nay thì mình làm video ở đây để chia sẻ với các bạn một cái mẹo nhỏ như vậy thôi ha. Hy vọng các bạn sẽ khắc phục được những cái vết bẩn mà trong quá trình các bạn sử dụng và sẽ tìm được phương pháp phù hợp. Bạn nào có câu hỏi nào thì cứ comment ở dưới. Rồi muốn làm mình làm video về chủ đề gì thì cứ viết comment ở dưới, mình sẽ sắp xếp thời gian mình làm. Tại vì thực ra mình công việc của mình cũng bận á. Hôm nay là cũng tranh thủ chủ nhật anh em nghỉ thì mình mới có thời gian mình làm thôi, chứ không phải ngày nào mình cũng có thời gian vậy đâu. Tại vì làm này xong về rồi còn chép video vào máy, rồi còn cắt ghép đưa lên YouTube nữa, mất nhiều thời gian lắm nha các bạn. Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để làm cho các bạn nhiều video hữu ích hơn. Rồi cảm ơn các bạn. Bye bye.